Hello, mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn yêu thích cây dừa bonsai đã đến kênh bonsai dừa Hoàng Linh nha. Thì phải theo lời yêu cầu của một số bạn đã nhắn qua Zalo cho Hoàng Linh thì nói anh ơi hãy quay những cái vườn bonsai của thành viên trong hội bonsai dừa Kiên Giang nữa đi. Thì sẵn hôm nay mình đi công việc thì mình đang ở cầu cái bé mọi người, gần Tân Cậu nè. Thì gần đây thì có một thành viên trong hội dừa bonsai Kiên Giang nha mọi người. Thì sẵn đây mình đến thăm thành viên đó và quay vườn dừa bonsai chia sẻ cho mọi người xem giải trí nha. Rồi mọi người cùng theo dõi nha. Rồi mọi người, mình đã đi đến thành viên của hội bonsai nè. Anh Đen trong hội bonsai nha mọi người. Đây là cái chỗ để dừa bonsai của anh nè. Thì mình cùng đi vô giao lưu với anh Đen với quay một số tác phẩm cho mọi người xem nha. Theo yêu cầu của một số anh chị nhắn tin trên Zalo thì kêu Linh quay những cái vườn bonsai của hội của thành viên trong hội trong câu lạc bộ bonsai vườn Kiên Giang. Thì sẵn hôm nay đi công việc ở đây thì mình ghé ngang qua rồi mình thực hiện một cái clip cho mọi người xem giải trí nha. Đây anh Đen cũng đang chăm sóc dừa nè mọi người. Anh Đen qua bất ngờ quá, đang làm dừa trời ơi. Anh Đen đang chăm sóc chuốt mấy cây dừa mọi người. Anh Đen là thành viên trong hội bonsai dừa Kiên Giang đó mọi người. Mọi người cũng biết qua cái clip mà họp mặt hội bonsai dừa Kiên Giang rồi ha. Anh Đen thì làm bên cơ khí. Đây, anh Đen có đủ đồ nghề luôn. Anh làm những cái bàn xay mini cho dừa bonsai cũng như mấy cây cảnh bonsai mọi người, rất là đẹp luôn. Đây nè, cái bàn xay anh Đen làm nè. Đó. Mini luôn mọi người. Rồi gần đây ghé em quay mấy cái cây bonsai của anh cho mọi người xem anh Đen. Hôm nay đến nhà của Đen quay lại những cái tác phẩm mà Đen đã được coi là hoàn thiện, chuẩn bị cho mùa xuân chuẩn bị qua tới để phục vụ cho anh em những mến vừa kiểu bonsai. Hôm nay Hoàng Linh đến đây quay thì đây là lời chào đến Hoàng Linh, chúc Hoàng Linh vui vẻ năm mới. Rồi cảm ơn anh. Giờ mình quay một tác phẩm anh Đen đang lên chậu mà thành phẩm nè mọi người. Rồi, một cái tác phẩm này rất là đẹp nè, mini mọi người. Cái này là đa cùi. Đó, anh Đen cũng còn nhiều cây đúng không? Có những cây lá trẻ rất là đẹp luôn, rất là nhiều cây. Vậy ở đây là có một cái cây mini rất là đẹp nè. Này là cây dừa ẻo mọi người. Cây này lá xum xơi luôn nè. Dừa ẻo luôn. Dừa ẻo không ta? Dừa này ẻo luôn hả? Ẻo rồi, tam quan. Cây này chắc tam quan, cây tam quan nè. Những cây này thành phẩm cho mọi người. Gốc to mà. Đây bên đây mấy hàng dữ nè mọi người. Còn là những em lá trẻ thôi nha. Đây, em lá trẻ này kinh nè. Rất đẹp luôn, lá đều. Gốc to nha. Đây em này em lá trẻ dữ nữa đó mọi người. Rễ, nhìn thấy bộ rễ chưa? Kinh khủng chưa? Em này thì dữ hơn đúng không? Cái gốc quá trời to luôn nè. Đây em này còn dữ hơn nè, lá trẻ mọi người. Ôi, cây này ôm nguyên cái luôn sơn luôn hả? Để nguyên ráo, mình chơi nhiều thể loại cạo ráo rồi để nguyên ráo. Này là thủy canh hay cái gì, nằm trong nước thôi. Cây này nó cũng rau cũng 9-10 tháng gì rồi đó, để nó rất là nhiều lá đều rồi đó. Đều chuẩn bị vô chậu luôn. Để cho quá rễ luôn. Mình xem mấy bộ rễ ha. Quá trời bộ rễ. Bên đây có một cây dữ nữa nè mọi người. Đây nè. Được 2 4 5 lá. Rất là thâm niên. Đây anh Đen nói cây này là thâm niên mọi người. Nhìn cái bộ rễ của nó nè. Đó. Bộ rễ rồi nuôi cái đế của nó rất là to luôn. Đây cầm ra luôn. Đó, đây cho mọi người chiêm ngưỡng cái cây này dữ lắm mọi người.
Mày là đúng là tác phẩm siêu đẳng nè. Quá trời to rồi. Dán làm chạm. Đó, quay cái lên lên lên. Gớt không? Gớt không? Không gớt đâu. Đó. Bộ lá sum xê. Rồi gỡ mấy cây này ra rồi là đem ra chợ. Cây này năm nay Tết sẽ được trưng tại gian hàng bonsai dừa Kiên Giang tại Phú Cường nha mọi người. Đây là cái tổ dừa. Cây dừa này được cái lóng như thế này đây. Là cây dừa này nó sắp sửa gần 3 năm, nó 2 năm ngoài. Rồi mình chơi tới ngày hôm nay. Đó, cái lóng quá trời luôn. Rễ sum xê à. Rễ rất là quy lực rễ. Có một viên đá. Đó. Cái này chắc có 20 rễ không? Cũng gần 20 rễ á. Cây này là giữ luôn mọi người. Cái này anh em nào, cô chú nào mà muốn sở hữu liên hệ với mình nha. Cây này sở hữu về chân Tết là đón tài lộc luôn mọi người. Rất là đẹp luôn. Đầy đủ gáo, rễ, dán, tàn. Lá trẻ luôn. Lá trẻ. Chăm được cây lá trẻ là rất là khó khăn đó mọi người. Rồi bây giờ anh lên cho mọi người tham quan một số cây nữa anh đem rồi, rồi để ra cái vườn ôm của anh đem đằng sau nữa nha mọi người. Rồi đây là cái vườn ôm cũng như cái chỗ trưng bày những cây bonsai của anh đem nữa rồi mọi người. Cái địa bàn cũng như cái diện tích nó chặt hẹp cho nên mình ở đằng trước một ít và đằng sau này một ít, được coi là những cái cây nào hoàn thiện, cây nào tốt mình đem vô bên trong đây. Đây là cây thủy canh nha quý vị. Cây thủy canh này nó cũng 2 năm rồi. Quá trời cái tàn lá. Cái chậu này là cái chậu của mấy anh ngâm rượu sâm. Mình mua về, mình đưa bộ rễ nó vô. Bộ rễ từ đây đến đây luôn mọi người. Rễ dài xuống từ đây, cái chậu này nó khoảng 5 tấc. Quá trời kể. Cây này quá đẹp luôn mọi người. Cây này trưng phòng khách là êm luôn. Cái rễ nó lòi ra nhìn rất là đẹp. À, đây có một cây tiểu cảnh nè mọi người. Đó, có mấy em cò luôn, rất là đẹp luôn. Tiểu cảnh. Đó. Cái này mấy năm rồi? Mấy năm lên đây? Cây này 2 năm. Còn là cây có tuổi không mọi người? Mấy cây này là chân đón tài lộc Tết là tuyệt vời luôn mọi người. Cái này Tết có mang ra trưng bày ngoài có những gian hàng không? Có đem ra Tết. Đây là cây siêu mini. Đó, trời, siêu mini đẹp luôn. Rất là nhu mì, dáng thế, dễ gáo, tàn. Rất là gọn gàng cho những ai để văn phòng hoặc là bằng làm việc. Không gian chặt hẹp. Rất là vừa vặn. Rất là đẹp luôn mọi người. Đây có em cũng mini gáo dài nè. Mini gáo dài. Dừa biển ha. Dừa biển. Dừa biển, rất là tuyệt luôn. Cây này thâm niên là 2 năm nha quý vị. Nó nhỏ nó đơn nhìn giản. Cái rễ của nó nè. Uống tròn vậy luôn nè. Là rễ. Rất là khó mới làm được bộ rễ vậy mọi người. Đây, giới thiệu cho quý vị một cây rất là lùng lắm. Đâu? Ồ, dưới đó còn cây dữ không mọi người. Ồ. Oh. Cây này cái khúc thân cả khúc hai tấc rồi. Khúc thân dài khúc quá thân dài. Rồi. Quá tuyệt luôn mọi người. Cây này mà mọi người mang về chân phòng khách đón Tết là tuyệt luôn rồi. Không gian rộng. Bằng lớn. Có nhiều thể loại dành cho tất cả các quý vị muốn xài. Tầm lớn, tầm nhỏ. Ok. Rồi, có chú anh chị nào có muốn sở hữu một cây dừa để trưng đón Tết, đón tài lộc năm Tân Sửu hôm nay thì có thể liên hệ với mình nha. Rồi mình sẽ liên hệ với anh Đen hoặc là mình sẽ để cái số điện thoại anh Đen luôn cho mọi người liên hệ cho dễ dàng nha. Có mình có đang ươm một số nó lên. Đây là trong quá trình mình nhân giống. Nhân cây. Vườn ôm nè mọi người. Dạng ươm vậy mình bỏ vô cái lon được coi là cái lon của mấy mình bán nước mía thôi. Cái gì khó khi nào mà rễ nó đầy nó cứng rồi bắt đầu mình mới cho sang chậu lớn. Cái chậu như mũ đen này là cái gì?
Đây có những cây to lá trẻ nữa mọi người. Đây là tiểu cảnh chưa hoàn thiện, còn bố trí rễ với nền sẽ cho rêu hoặc là thanh long ha, thanh long gì đó, nhưng mà cái này là dự án là rêu rồi. Rêu à, mình kiếm rêu về cấy rêu rồi làm cành rêu. Tiểu cảnh này rất là đẹp luôn mọi người, có cây cầu nè, cái này cho đi. ông già câu cá nữa là im ha, thả cá vô đây. Đây tiểu cảnh hoàn thiện. Đây, đây một cây kiểu cảnh luôn rồi. Ờ, cái gáo, cái gáo của nó quá đỉnh ha, gáo dẹp ha. Gáo dẹp. Dẹp lép luôn. Quá đẹp luôn mọi người. Còn là cây thanh niên lâu năm. Thôi clip của mình tham quan vườn dừa nhà anh Đen thì xin tạm dừng đây mọi người. Chúc mọi người năm mới ăn khang thịnh vượng, vui vẻ phát tài nha. Xin chào quý vị khán giả, lời chúc sức khỏe cuối năm, thêm năm mới ăn khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Rồi chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau nha. Mọi người xem clip thấy chia sẻ của Linh thú vị thì mọi người đừng quên like và chia sẻ video cũng như đăng ký kênh ủng hộ bonsai dừa Linh nha mọi người.